Tôi sinh ra không phải để tầm thường một nhỏ vòng tròn lượng giác. Vòng tròn lượng giác. Nếu cuộc đời anh là một bộ phim, vậy tập mấy em yêu anh? Vòng tròn lượng giác. Ở đây thầy có một vòng tròn như thế này. Hôm trước thầy đang dạy lớp thứ ba thì mất điện và lớp đó quá đen. Chúng này người ta gọi là trục cốt alpha. Trục này người ta gọi là trục sin alpha. Nó sẽ đi qua số 1. Số 1 và trừ 1. Đây nữa là trừ 1. Vòng tròn này sẽ theo chúng ta đến tận giờ này năm sau. Cả kỳ 1 lớp 11 gần như là chúng ta chọn vệ, chúng ta học lượng giác. Và vòng tròn này dùng siêu nhiều. Trong đề đại học thì chúng ta cũng có cái loại lượng giác phải dùng đến vòng tròn này. Vậy là cả đời học sinh cấp 3 chúng ta sẽ dùng vòng tròn này rất là nhiều. Dùng cả trong đại và dùng cả trong hình. Vòng tròn lượng giác đôi khi nhiều người người ta gọi nó là vòng tròn đơn vị. Bởi vì bán kính của nó là bằng một Bán kính của nó bằng một các em ạ. Ở trong hệ trục ngày hôm nay thì trục hoành không phải là trục OX mà trục hoành nó là trục cos thầy hay nói vui với nhau rằng ở chết thầy hay nói vui với nhau rằng ở cốt bắt đầu bằng chữ c c là chết vậy thì khi người ta chết đi thì người ta, người ta, người ta nằm xuống thế nên, nên trục nằm ở đây nó là trục chết s s nó là từ sống mà người ta sống thì người ta đứng vậy nên thầy hay dùng cái từ đó là trục thẳng đứng này là trục sống sống là sinh nằm ngang là chết chết là cốt đôi khi nó chỉ là cái khoảnh khắc nhớ nó vu vơ như vậy mà thầy nhớ được hệ trục này mà chả bao giờ phải đọc lại tài liệu cả cốt cốt chết xin xin sống sống đứng chết nằm hết về hệ trục của chúng ta đó là xin ô và cốt khi nhìn vào hệ trục này người ta phát hiện rằng xin và cốt chỉ có giá trị đi từ trừ một đến một mà thôi sin alpha và cốt alpha. Sin và cốt đều chỉ lấy giá trị trong cái đoạn từ trừ 1 đến 1 với mọi loại góc. Alpha bằng bao nhiêu đi chăng nữa thì tôi chỉ lấy từ trừ 1 đến 1. Vậy là em đã có một câu trắc nghiệm liên quan tới lý thuyết rồi đấy. Sin cốt chỉ đi từ trừ 1 đến 1. Hết. Ok chưa? Vậy thì đến đây tự nhiên thầy có một khoảnh khắc nữa. À, cho thầy hỏi. Bạn nào hôm nay đi tiêm, dơ tay. Bạn nào hôm nay đi tiêm, dơ tay cho thầy biết nào. Xem là trong lớp mình hôm nay có bạn nào đi tiêm nào. Hôm nay bạn nào đi tiêm, dơ tay cho thầy biết. Thế mỗi đặc huy rồi à? Ờ, thế các trường khác chưa tiêm à? Hay là người ta ưu tiên tiêm lớp 12 trước? Ờ, ưu tiên lớp 12 trước, xong là lớp 10 tiêm sau nhỉ? Ờ, Gia Bảo, Bình Minh, Ơ ờ, Gia Bảo học trường gì đấy nhỉ? Gia Bảo ơi học trường gì đấy? Ờ, Chu ạ. Chu tiêm rồi à? Ngon. Tốt. Ờ, Huy, Huy, Đắc Huy học trường gì? Em học trường nhậm. À, tiêm rồi á. Ô, ngon. Được, 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 được. Ô, thằng Đắc Huy gần nhà thầy à? Ô, Đắc Huy ơi. Ô, ngày xưa thì học ngô thì nhậm này. Ô, vãi. Chắc đây. Đắc Huy ở tả thanh oai đừng nói, nói là ô oh, xong mày học cùng trường với thầy rồi ôi giời ơi lạy chúa chỗ cầu Tó. nhà thầy ở đấy đấy à, nhà thầy gốc ngày xưa ở đấy đấy ở đấy đấy trước thầy học trường này 3 năm đấy <laughs> thầy vẫn nhớ thầy cô hiệu trưởng cơ nha yeah. hai ôi giời ơi chết rồi vẫn phải giảm học phí cho huy ngày học trường của thầy ngày xưa. <cười> ok. <cười> chúng mình đi vào bài thôi. Sorry em. Chúng mình đi vào bài này. Ok. Vậy thì uh, cái vòng tròn này người ta gọi là vòng tròn lượng giác. Khi nhìn vòng tròn lượng giác thì chúng ta thấy được rằng sin cốt nó luôn nằm trong đoạn từ trừ 1 đến 1. Luôn nằm trong đoạn từ trừ 1 đến 1. Uh, tiếp theo đó là người ta nói đến chiều chiều góc người ta thấy được rằng alpha nó sẽ mang dấu dương alpha nó sẽ mang dấu dương nếu như lấy góc ngược chiều kim đồng hồ ngược kim đồng hồ kim đồng hồ ngược chiều kim đồng hồ thì nó sẽ ra được giá trị dương còn alpha nó sẽ mang dấu âm nếu như cùng chiều kim đồng hồ cùng chiều nhé cùng chiều kim đồng hồ Cùng chiều kim đồng hồ thì cái góc mà chúng ta lấy nó sẽ là góc âm. Cái điểm bắt đầu thì nó luôn nằm ở đây. Ví dụ điểm này thầy gọi là điểm Y chẳng hạn. Thì điểm Y nó chính là nơi bắt đầu. Nếu điểm Y nằm ở đây, nơi bắt đầu thì nó sẽ là không độ. Và ngày đẹp trời thì thầy có một điểm M xuất phát từ điểm Y. Khi điểm M chuyển động đến đúng cái vị trí này, chính giữa thì khi em nối với điểm O thì điểm M nằm ở đây nó đã tạo với cái trục cốt một góc ở đây nó là góc 45 độ và góc này người ta gọi là góc dương lấy ngược chiều kim đồng hồ thì góc đấy người ta gọi là góc dương nhưng cùng một điểm M nữa nhưng mà ở đây thầy gọi là M phẩy thì nó không dịch chuyển theo cái hướng dương mà nó nghĩ dịch chuyển theo chiều âm thì từ điểm Y thì nó bắt đầu nó di chuyển. Và khi nó di chuyển nó đến đây thì nó mỏi chân. Điểm này thì gọi là điểm M phẩy. Thì khi nó di chuyển đến đó thì góc này thực ra nó là góc âm 90 độ. Rồi điểm M phẩy này tiếp tục cuộc hành trình của mình và nó bắt đầu di chuyển tiếp. Và nó đến cái vị trí này. Và khi nó đến vị trí này thì người ta bảo rằng nó đã di chuyển được một góc đó là trừ 180 độ điểm M nó cũng di chuyển tiếp. Điểm M nó cũng di chuyển tiếp trên cái cuộc hành trình của nó. Đấy, nó bắt đầu nó di chuyển tiếp. Thì khi nó di chuyển tiếp, thì khi đi đến đây, thì người ta lại gọi nó là dương 90 độ. Và khi nó đi đến đây, cùng với vị trí của điểm M phẩy, điểm này thì gọi là điểm M. Thì khi đi đến đây, thì với góc nhìn của thằng màu xanh ở trên, thì nó lại bảo rằng tôi đi một, một quãng đường, là 180 độ. Vậy thì tùy vào cái việc là bạn đi theo chiều nào mà nó sẽ xuất hiện góc đó là góc âm và góc đó là góc dương. Vậy chiều dương là ngược chiều kia đồng hồ, còn chiều âm thì là cùng chiều kia đồng hồ. Đôi khi làm trắc nghiệm người ta cho em bốn hình để em xác định được đâu là hình mà góc đó là góc à, 135 độ. Ví dụ thế thì em phải nhìn được một cách rất là rõ ràng thì đó chính là phần lượng giác của chúng mình ngày hôm nay. Vậy thì định nghĩa về lượng giác hóa ra nó chỉ có mỗi vậy thôi. Sin cốt nằm trong đoạn từ trừ 1 đến 1 và chiều của góc alpha. Nếu em có được điều đó thì câu chuyện của mình đến đây là xong. Hết luôn. Ồ, oh, thầy này. Hóa ra nó chỉ có mỗi là như vậy thôi. Thì phần một nhỏ của thầy đến đây là ok rồi. Vậy chúng mình cùng xem đó là những phần khác thì nó như thế nào, ok, chúng ta thử xem là những phần khác thì nó như thế nào, action, chuyển, 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 để thầy chốt, ok, rồi, đây, đây, nhìn cái này một cái, chúng mình đi vào phần tiếp theo, đó là phần hai nhỏ, hai nhỏ thầy sẽ dạy về góc lượng giác. Đâu, cái này người ta gọi là dấu của lượng giác và các góc phần tư hai nhỏ mình đi vào góc phần tư và dấu của lượng giác hai nhỏ hai nhỏ ở đây thầy nói về dấu lượng giác dấu lượng giác ở đây em kể cho thầy một thế nào một hai ba một hai ba bốn năm sáu bảy à uh, 9 dòng. 10 đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10. 10. 10 10 10 10. 10 nhìn cho nó đẹp. Ờ uh, 10 dòng, ở chỗ này chúng ta sẽ có 5 cột. Một cột rồi nhá. Hai cột này. Ba cột này. Bốn cột này. Và đây nó là cột thứ năm. Rồi, ok. À, ok, em kể cho thầy 5 cột. 5 cột và nó có 5 hàng. Thì đây chính là cách mà thầy nhớ được dấu lượng giác hiệu quả nhất. Ok. Is. này, thầy giả sử thầy bật cái thức kể lên. Đấy, xưa này thầy tiên kẻ tay đây thầy giả sử thầy bật cái thước kẻ lên này thì đây. ok đại tự nhiên tay hôm nay nó nóng ngá nóng ngóng đã thế bật kiến thước kẻ lên đây ok thậm chí là đường tròn đúng không điền thấy bật cái đường tròn lên bực mình đây ok suốt ngày kẻ tay tự nhiên hôm nay thích vẽ chuẩn này thì đường tròn này ok lại suốt ngày thầy vẽ tay hôm nay của nhà Hưng này thì tay này ok tiếc nhỉ cái thước kẻ này không dựng đứng được chắc mình phải dùng phần mềm khác Ok. Chúng này là sin. Chúng này là cốt. Cốt alpha và sin alpha. Ô, oh, thôi, nhìn hình tạm được. À, cái này đầu tiên chúng ta nói về góc. Tiếp theo hàm này là hàm sin alpha. Hàm cốt alpha. Hàm tan alpha. Và hàm cô alpha. Góc ở đây đó là góc phần tư thứ nhất ở góc phần tư thứ nhất thì nó sẽ đi từ 0 độ đến 90 độ thì cái alpha ở đây nó sẽ đi từ 0 độ alpha nhé cho đến 90 độ hoặc là thầy viết đơn giản nhất đó là góc phần tư thứ nhất đó là 0 độ đến 90 độ góc phần tư thứ hai góc phần tư thứ ba góc phần tư thứ tư tất cả chúng ta đều đi theo một chiều đó là chiều dương ở góc phần tư thứ hai thì đó là góc phần tư 90 độ đến 180 độ. Đây là góc phần tư thứ nhất, góc phần tư thứ hai, góc phần tư thứ ba và góc phần tư thứ tư. Ờ à, 0 đến 90, 90 đến 180, 180 đến 270. 180 đến 270. Và 270 cho đến 360. 360 thì nó về đúng cái vị trí cũ. 360 thì nó về đúng cái vị trí cũ. Ok không nhỉ? Ok. Vậy thì ở đây để học thuộc dấu thì nó cũng rất là dễ. Nếu phần 2 này mà em không hiểu thì thầy nói luôn. Vào bài gần như mọi bài em đều làm sai. Nếu phần 2 này mà em không hiểu thì gần như mọi bài em đều làm sai. Đấy, nó điên điên là như vậy. Mọi bài em sẽ làm sai nếu như phần 2 này em không hiểu. Thế nên ở đây thầy cứ giảng thật kỹ và chi tiết Thứ nhất chúng ta nhìn sin Cách thầy nhớ được góc rất là kinh Nó là thầy tưởng tượng Đây là hàm sin của thầy Hàm sin là sống Vậy thì người ta thấy được rằng Nửa vòng tròn trên Nửa vòng tròn trên Ví dụ thầy mở ra một góc alpha Thầy không biết là alpha này Nó bằng bao nhiêu độ Nhưng đây là điểm m Điểm m là điểm đại diện cho cái góc alpha này. Khi em giống xuống hàm cốt thì nó rơi vào phần dương. Và khi em giống sang phần sin thì nó cũng mang dấu dương. Và người ta bảo rằng với một cái điểm M xác định bởi một góc alpha bất kỳ trong khoảng từ 0 cho đến 90 độ thì đi xuống hàm cốt thì cốt mang dấu dương và đưa sang hàm sin thì hàm sin mang dấu dương. Người ta bảo rằng ở góc phần tư thứ nhất thì xin mang dấu dương và cốt mang dấu dương cách làm hoàn toàn tương tự nhưng mà thực tế thì thầy lại không thích cái điều đấy thực tế thì đúng chuẩn bản chất thì có phải để điểm mờ ở một vị trí bất kỳ rồi gióng vuông góc xuống cốt gióng vuông góc xuống xin nhưng thầy nhớ nó đơn giản hơn rất là nhiều khi mà nhìn hàm xin trên cả một cái vòng tròn thì thầy phát hiện ra nửa trên là dương và nửa dưới là âm còn Hàn Lâm mà giảng là phải lấy một điểm mờ rồi thử giống vuông góc ra. Nhưng mà thầy 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 thực sự phải nói rằng là thầy không thích cái cách nhìn đó. Mà khi mà thầy nhìn đường tròn lượng giác thì thầy luôn nhìn theo cái hướng đó là hàm xin thì nửa trên là mang dấu dương. Nửa trên mang dấu dương, nửa dưới mang dấu âm. Quá dễ nhớ. Còn đối với hàm cốt thì nửa bên tay phải là mang dấu dương. Còn nửa bên tay trái là mang dấu âm, thầy rất thích cách nhớ đó thay vì là cứ phải lấy một điểm sau đó thử 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 thử, thử thế mình chán vãi luôn nửa trên dương nửa dưới âm hết quá dễ tưởng tượng. Còn hàm cốt thì đây là trục dương không? thì nửa bên phải là mang dấu dương còn nửa bên trái là mang dấu âm, thế một bốn mang dấu dương một bốn dương còn hai ba ở đây là mang dấu âm dựa vào điều này mà khi làm bài thầy 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 loại nghiệm rất là hay ở hàng ở dưới thì hoàn toàn là do tẹo được công thức nó chi phối bởi vì em em nhìn cách thầy tìm thằng ở dưới này trên chia dưới dương chia dương ra dương dương chia âm ra âm âm chia âm âm chia âm âm chia dương à đủ hết thì đấy là cái cách mà thầy nhớ được dấu lượng giác Thầy nói luôn chúng ta học cái này cho đến lúc thi đại học Thi đại học vẫn dùng Nhớ cho thầy cái này nha Thì cách thầy nhớ đó là thầy nhớ xin cốt Sau khi nhớ được xin cốt xong thì trên chia dưới Trên chia dưới, trên chia dưới và trên chia dưới và Cách nhớ xin cốt đó là dựa vào vòng tròn lượng giác Thầy ơi, nó dùng như thế nào ạ? À? à? dùng như thế nào chúng ta đi vào phần ba nhỏ Công thức lượng giác thì nó có khoảng trên 50 công thức Nhưng tất cả công thức đó Nó đều có nền tảng từ lớp 10 50 công thức lượng giác đó Chúng ta xem ở lớp 11 Còn ở lớp 10 Chúng ta với môn hình Với môn hình thì chúng ta sẽ có Hàng đẳng thức lượng giác Thì thầy có 5 nhóm công thức sau đây Với thầy thì Nó là hàng đẳng thức lượng giác Thầy giảng 5 nhóm à, Nhóm thứ nhất Chúng ta đi vào phần 3 nhỏ có lẽ phần này là phần very im thế rồi important quan trọng hình như là như này hay là thầy viết nhầm nhỉ lâu không viết quan trọng im important viết chuẩn này đúng ngay đúng rồi. đúng 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 không nhỉ đúng 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 rồi Ôi thầy vừa ra Google thầy tra lại cho anh chắc xấu hổ vãi thôi thầy người dạy hình ok mày quá đúng trời ơi thầy ơi thầy Very Martin à, phần này vô cùng quan trọng đó là hàng đẳng thức lượng giác hàng đẳng thức lượng giác hàng đẳng thức lượng giác thầy sắp xếp theo cái sự quan trọng thầy viết ra đây sắp xếp theo cái sự quan trọng nhóm đầu tiên dùng nhiều nhất đó là em phải nhớ được cho thầy công thức đó là sin bình cộng cốt bình thì bằng một sin bình alpha cộng cốt bình alpha bằng một đây là công thức dùng nhiều nhất công thức thứ hai đó là công thức liên quan đến tăng tan thì bằng sin tăng thì bằng sin sin alpha chia cho cốt alpha tang thì bằng sin chia cho cốt chính vì tang bằng sin chia cốt nên dương chia dương nó mới ra dấu của tang còn cô tang cô tang nhé cot cô tăng alpha thì bằng cốt chia cho sin vậy tang và cô tang là ngược nhau tôi thì bằng sin chia cốt ông thì bằng cốt trên sin nhưng dù thằng nào chia thằng nào thì dương chia dương nó vẫn cứ bằng dương. Đó là trùng công thức số 2. Trùng công thức thứ ba là công thức vớ vẩn. Đó là tan nhân với cô tan. Hai thằng này nghịch đảo nhau này. Tao thì bằng sin chia cốt, còn mày thì bằng cốt trên sin. Và cuối cùng hai thằng này nhân vào với nhau bằng một Hết trùng công thức thứ ba <laughs> Chỉ là cách sắp xếp tinh tế em sẽ nhìn ra được sự bay bổng trong công thức à hóa ra nó có bốn cụm thôi đó là một cộng tang bình một cộng tang bình thì bằng một trên cốt bình cốt bình alpha đấy nha alpha còn một cộng cô tang bình thì bằng một trên sin bình đấy người ta thì vẫn cứ gọi nó là hằng đẳng thức lượng giác nhìn tổng thì có sáu công thức nhưng mà thầy bảo rằng nó có bốn nhóm. Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4. Để học thuộc công thức này đôi khi em chỉ mất một buổi tối hoặc ít hơn. Hoặc bạn nào đó tự nhiên thuộc rồi. Thì thôi, thầy không nói làm gì. Nhưng thầy thì có một vài cái quan điểm nho nhỏ, nhỏ liên quan tới cách mà thầy dùng cái công thức lượng giác này. Ok, chúng ta đi vào bài thôi. Bây giờ thầy bảo các em nhé. Đây là dấu lượng giác này. Em được học thuộc bởi vì ngay sau đây lúc thầy làm thầy dạy cách nhớ đây là công thức này công thức thì thuộc được thì nó là điều bơ nhưng trong buổi ngày hôm nay thầy đặt ra mục tiêu đó là các trò hiểu được cách dùng công thức có nghĩa là vào bài này thì dùng công thức nào vậy thì cái quan trọng nhất đó là hiểu được cái hồn của công thức đó là dùng nó như thế nào tại sao dùng thằng này mà lại không dùng thằng này Đấy, vậy thầy rất là mong muốn là sau một vài ví dụ sau đây em hiểu được là dùng công thức như thế nào. Thì đấy là điều mà thầy hướng tới. Còn vì học thuộc ấy thì thầy không học thuộc hộ được. Nhưng cách dùng ấy thì thầy dạy được. Ok chưa? Ok. Thầy bảo là tháng 12 chúng ta có thể đi học ọp lại và thầy vô cùng háo hức bởi cái điều đó. Vô cùng vô cùng vô cùng háo hức và thầy không biết được rằng là đến cái ngày mà thầy gặp các em thì cảm xúc của thầy nó như thế nào bây giờ nó chỉ là nhắc nhắc cái việc là sẽ được đi học thôi mà tự nhiên lòng nó cứ nôn nao nó cồn cào vì cái sự sung sướng à, đây chỉ là vui thôi này các em đừng đừng cười thầy này thầy thầy chỉ cho em thấy thầy nguyện đang làm gì với thầy nhớ là không được nói với ai đâu đấy nhìn này đấy thầy nguyện làm gì đây này không được nói với ai đâu đấy thầy nguyện đang cà khịa thầy đấy anh lê đình nam tối nay có lên gỡ không thầy và thầy nguyện đánh chế để thầy gáy nhá bây giờ cả lớp kẹo nữa thả tim để thầy thắng thầy nguyện ngày hôm nay được không bây giờ em các em xem này hai thầy với nhau này này bí mật nhá cấm nữa nào chụp ảnh màn hình đấy, không? hôm nay mà em đánh với anh là thua đấy, đấy hôm nay thầy Nguyễn tuổi gì, tự nhiên vào gạ kèo mình à, rồi ok cả lớp mỗi người thả cho thầy một tim, tị nữa chúng ta các em thả cho thầy một tim, tẹo nữa ra xem thầy nguyện uh, rep cái gì thì thầy sẽ cho các em xem cái nội dung tin nhắn, nào mỗi người thả một tim để uh, tẹo nữa thầy sẽ ra cho các em xem nội dung tin nhắn giữa thầy và thầy nguyện xem thầy nguyện gáy cái gì gáy đi nữa cho cụt đầu <laughs> oh <my God. cười> hình như thầy nguyện đang đang rép chắc thầy nguyện đang dạy lớp 12 hai đang rép trong cái nhóm đó thì tất cả đều là giáo viên này tất cả mọi người ở trong cái nhóm uh, vừa xong ý, thì đều là giáo viên và nói luôn nó là ngoại trừ thầy ra thì tất cả những người ở trong đó đều là những người dạy ở trường. Mà Phan Đình Phùng có, này nó nhỏ thôi nha. Phan Đình Phùng có, đấy, Việt Đức có, ok, à, mấy trường chuyên đều có hết, đều là anh em nhỏ nhỏ với nhau thôi. Ok, rồi chúng ta đi vào bài. À, ok, hai lá mã. Nếu như một lá mã thì hoàn toàn là sách giáo khoa, thì hai năm mã thì đó là cái hồn đây hôm nay thầy xin phép hai lá mã đó là thổi hồn vào bài thổi hồn vào bài ok Và các em cùng xem là thầy thổi hồn vào bài nó như thế nào Điều nữa thầy gọi điện à đâu thầy ra thầy xem thầy nguyện đá đều gì thầy sau đó thầy gáy theo gáy xong cái là dạy xong các em thầy tan sớm độ 5-7 phút thầy chạy xuống thầy làm phát cơm xong là lên thầy sửa thầy nguyện ok <laughs> thầy nguyện kém tuổi thầy thành thầy nguyện toàn đi chơi toàn bị thầy đấm thầy đấm thôi cái ngang ngang cái là thầy đấm luôn Đấy. thầy nguyện thì hiền 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 từ trước rồi Đấy. nhưng mà ở trung tâm kiểu thầy là đại ca Đấy. ai học thầy cái cường cũng thế thầy cường ngang là thầy đấm ngay hai cô mi con gái thì không dám đấm nhưng mà ông cường ông 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 nguyễn còn ngang là thầy đấm ngay <laughs> cô mi hay bảo thầy là dân xã hội đen ngang đấm luôn thổi hồn vào bài chúng ta sẽ nói về bài toán ngày hôm nay đó là vấn đề một vấn đề một chuyên đề này sẽ giải quyết ba vấn đề vấn đề đầu tiên đó là tính giá trị tính giá trị của lượng giác rất hay đó là vấn đề một này thì lại về sau thi đại học thế nó mới hay vấn đề một này lần về sau trong đề đại học có một câu thế nó mới hay thế là hôm nay vấn đề một thầy cứ lòng vòng thầy làm thật là kỹ thầy bảo này thầy làm đi làm lại bốn lần thầy nói lại nha đúng lớp mình này thầy làm đi làm lại bốn lần sau đó thầy cho các em sáu câu hôm nay thầy đang khá là vui thì lên tẹo nữa các em đi nhật sao. 6 sao sẽ đổi được một cốc bảo húc. À điểm. 6 sao sẽ đổi được một cốc phúc long ở cuối giờ. Đấy. Tuy nhiên cả lớp thì nó có 3 cốc thôi. Về sau mà ông nào cũng 6 cốc, à, ông nào ông nào cũng 6 sao thì lại phải xét về vấn đề tốc độ. Ok không nhỉ? Thế nên để ý kỹ là thầy giảng đúng 4 lần. Thứ nhất là hôm nay là chương mới không đứa nào hơn đứa nào cả mọi đứa giống nhau ai nhìn được cái hồn của công thức thì gì 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 bịa bài gì cũng làm được còn nếu em không nhìn được hồn của công thức thầy giảng 10 lần em cũng không hiểu lỡ mà nghe giảng xong không hiểu thì cuối giờ inbox thầy bài này thầy lưu lại ok chưa rồi xin phép được giảng bài như sau đây là những thứ em không bao giờ đọc được ở trong sạch. Vấn đề một, tính giá trị của lượng giác. Phương pháp là gì ở à, thầy <laughs> phương pháp này, ai tin thầy thì hãy làm theo đúng cái phương pháp này. Ok không? Đấy. À, phương pháp ở đây đó là em chỉ cần comment. Cứ comment phát là tự nhiên hiểu bài. Ờ chết, tiếng Anh gà thế nhỉ? Comment M, hai chữ M thì phải. Ok, em comment vào cái mục chat cho thầy một câu rất là đơn giản đó là Thầy Nam đẹp trai. Đấy, thì các em sau khi comment được xong cái câu là Thầy Nam đẹp dài, thì tự nhiên hôm nay hiểu được cái hồn. Hai vấn đề tâm linh là không không bao giờ coi nhẹ đâu nha. Em cứ viết chữ thầy nam đẹp dài tẹo nữa tự nhiên hiểu bài còn nếu không tẹo nữa mà không hiểu bài thì quay sang chửi thầy ông vớ vẩn tôi hô thầy nam đẹp trai tôi tích hiểu bài đấy ờ Ờ ok thì lúc đó thầy là người chịu trách nhiệm ok chưa thì nếu em tin thầy thì viết chữ thầy nam đẹp dài đi ok rồi bị đi bị đi bị đi đi thầy viết lại công thức bởi vì thầy biết các em vẫn chưa thực sự là thuộc nó xin bình cốt bình thì trong buổi đầu chưa thuộc thầy viết công thức ra đây để mọi thứ nó công bằng cô tang alpha thì bằng cốt trên sin ờ uh, tan nhân với cô tang thì bằng một một cộng cốt bình thầy bị âm mà một cộng tang bình thì bằng một trên cốt bình và 1 cộng cô tăng bình thì bằng 1 trên sin bình. Ok. Rồi, lớp có 54 bạn và có 20 bạn comment thầy nam đẹp dài. Chết, 24 đứa còn lại không hiểu bài. Mày nhá, ví dụ 1, đấy, thầy không nói gì đâu, đấy, thầy viết đúng ví dụ 1. Ví dụ 1, thầy làm mấy lần? 4 lần. Cho sin alpha cho sin alpha bằng cho sin alpha bằng sin alpha thầy cho bằng căn 3 trên ô oh, no 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 sin alpha thầy cho bằng 1/2 với 90 độ alpha và 180 độ. Đồ bài yêu cầu đó là tính giá trị của cốt alpha. Pha alpha, tan alpha và cô tan alpha. Thế bài. Thầy cho giá trị của sin và đi tìm ba thằng còn lại. Thầy cho giá trị của sin và tìm ba thằng còn lại. Hoặc một lúc thì em sẽ ngộ ra một điều đó là bịa bất kỳ. Vậy đầu tiên là thầy cho xin chúng ta đi tìm tang, cô tang và cốt. Thầy tìm kiểu gì? Dạ, thầy đọc luôn câu thần chú cho em xem. Hãy sử dụng công thức. Hãy sử dụng công thức mà ở đó chỉ có một giá trị chưa biết. Hãy sử dụng công thức mà ở đó chỉ có một giá trị chưa biết. Một bài tính toán sẽ có cực kỳ nhiều cách. Ở đây thầy không dám nói nhưng ví dụ một thầy phải làm tầm 4 cách. Nhưng mọi cách đều có một tư duy giống nhau. Hãy sử dụng công thức mà ở đó chỉ còn một ẩn chưa biết bài này thầy có thể làm một cách như sau thầy sẽ sử dụng công thức đầu tiên vì sao vì thằng này đã biết và bài có một ẩn thầy tìm ra được cốt thầy dùng công thức đầu tiên bởi vì thằng xin biết bài này đúng một ẩn duy nhất là thằng cốt xong khi tìm được thằng cốt rồi thì xin biết cốt biết ra tang cốt biết xin biết ra cô tang hết bài thầy xin được làm cách hai thầy dùng công thức này đó là công thức cuối tại sao thầy dùng công thức cuối bởi vì này xin biết bài một ẩn. Xin biết tìm được cô ta. Thầy nói lại. Xin biết tìm được cô ta. Xong công thức một chưa? Tiếp theo thầy dùng công thức này. Tại sao? Vì xin biết cô ta biết còn mấy ẩn? Một ẩn. Xin biết cô ta biết còn mấy ẩn? Một ẩn em tìm được cốt. Sau đó thầy dùng công thức này. Cô tang biết một phát ra tang. Ông có dùng bao nhiêu cách đi chăng nữa thì nó chỉ gói gọn trong một câu nói. Hãy dùng công thức còn một ẩn. Em đọc hết sách. bao nhiêu cách đi chăng nữa nó chỉ gói gọn cho một câu nói hãy sử dụng công thức còn một ẩn em làm được mọi bài ngày hôm nay đấy chính là giá trị của người thầy ok không mở đề ra phát cháu dùng luôn công thức này ngu con biết chưa chưa đang biết chưa chưa tịt Hóa ra cách dùng công thức rất là đơn giản đó là hãy sử dụng công thức mà ở đó chỉ có một ẩn. Thì đã xong. Với cái câu nói đó thì thực sự là em chả cần phải nghe thầy giảng nữa. Bởi vì bài nào thầy cũng làm thế. Chẳng qua là càng về sau thì thầy thiên biến, vạn hóa. Có thể bài cuối cùng khi mà thầy ra thì ai làm đúng bài cuối được phúc long luôn. Hôm nay thầy sẽ đố các em một câu ngôi sao hy vọng mà chỉ đúng câu đấy là đã được phân thường rồi. Đây. Thế cơ. Ở đây nhá, lời giải nhá. Thầy dùng công thức đầu tiên. Xin bình cộng cốt bình. ý cái tư duy mở rộng đó là với cái tư duy mà thầy bảo đấy là em làm được mọi bài. <laughs> Xin bình cộng cốt bình thì bằng 1. Thì ở đây em tìm được cốt bình. Xin mình chuyển sang. Ok chưa? Ok thì cốt bình ở đây bằng sin bình thì thằng này bình phương lên thì nó là 1 phần 4 1 trừ đi 1 phần 4 thì nó là 3 phần 4 ở đây thực ra là các dấu tương đương cốt bình bằng 3 phần 4 chúng ta ra hai nghiệm giống như thầy Nguyễn hay dạy đấy x bình bằng 4 x bình bằng 4 thì x bằng 2 và x bằng trừ 2 thế thì cốt bình bằng 3 phần 4 thì cốt nó bằng cái gì? Đấy, cốt bình bằng 3 phần 4 thì cốt ở đây nó sẽ bằng cộng trừ căn. Đó là thứ nhất là nó bằng căn 3 trên 2. Và ở đây nó bằng trừ căn 3 trên 2. Cốt nó sẽ bằng cộng trừ căn của 3 trên 2. Và cái điều đau đớn nhất, điều đau đớn nhất, ôi dồi ôi vi anh, thầy nam đẹp xa nhất thế giới, oh my god, oh my god, trái tim tôi tan chảy. Điều quan trọng nhất đó là người ta không lấy hai nghiệm này đâu. Người ta chỉ lấy một nghiệm thôi. Đây chính là dữ kiện để loại nghiệm. Lúc đó trong đầu thầy đã hiện lên một cái hình ảnh về cái vòng tròn lượng giác. Thầy không học thuộc. Thực sự là thầy không học thuộc. Cốt. Và đây là hàm xin. 90 đến 180. Vậy góc đầu bài cho là góc này. Và nếu như không cần phải nghe thầy giảng, nó chỉ là sự cảm nhận. Đây là góc phần tư thứ hai. Ở góc phần tư thứ hai thì nó tiếp giáp với phần dương của sin, nhưng nó lại tiếp giáp phần âm của cốt. Alpha lớn hơn 90 độ, nhỏ hơn 180 độ, đó là góc phần tư thứ hai. Và ở góc phần tư thứ hai, hàm cốt mang dấu âm. Cốt âm ở hai mảng này, còn mảng bên phải thì nó mang dấu dương thực sự thì không, không thuộc đâu hoàn toàn tưởng tượng vòng tròn lượng giác để ra đáp án thằng này sẽ bị loạn vì ở đây alpha của chúng ta nằm trong khoảng 90 độ đến 180 độ trong khoảng này ấy thì cốt nó mang dấu âm thầy nói lại trong khoảng này cốt nó mang dấu âm phần một nhỏ định nghĩa cung cấp cho chúng ta cái vòng tròn lượng giác vòng phần hai nhỏ thì cho chúng ta dấu lượng giác là phần ba nhỏ cho chúng ta công thức thì bằng một bài thầy hỗn độn để trộn lại thì em nhìn được vẻ đẹp của chúa và ở đây cốt alpha bằng trừ căn ba trên hai hết bài ở đây là thỏa mãn vì Đấy. thằng ở trên loại vì thì thằng ở dưới là thỏa mãn vì sau khi tìm ra được xin cốt rồi thì mắt em phải sáng lên bởi vì xin cốt tìm được thì em tìm ra được tất cả mọi thứ. Tan thì bằng sin chia cho cốt. Thì 1 phần 2 mà chia cho trừ căn 3 trên 2 thì 2 với 2 rút gọn hết ở đoạn này. Em tự lấy máy tính bấm nhé. 1 trên căn 3. Cô tăng alpha thì bằng cốt chia cho sin. Thì cốt trên sin ở đây nó sẽ bằng trừ căn 3. Thực ra hai thằng này luôn luôn ngược nhau. Đấy, tôi nhân ông bằng 1 mà. Thế lên âu tu là nó ngược nhau Âu tu ngược nhau Đấy Thì thầy vừa làm được một câu Nhưng các trò biết không Thầy giảng đúng một câu Mà không cần phải giảng lần thứ hai Bây giờ là thầy được ngồi biệm Bất kỳ Trước khi thầy đưa em đến một cái level khó hơn Bây giờ thầy điên nhá Thầy bịa một câu đó là thầy cho cốt Và thầy yêu cầu tìm những thằng còn lại Các em làm được hết Bây giờ nhá, thầy cho cô tang. Cho thầy bắt các em tìm những thằng còn lại. Tất cả mọi người ngồi ở đây tìm được hết. Thế nó mới hay. Ở đây thầy chưa bịa đề, nhưng thầy chỉ đặt một cái vấn đề rất là nho nhỏ thôi. Khó nhất là dạy được tư duy, chứ không phải làm mẫu. Cô tang ở đây thầy cho bằng một. Tìm các giá trị còn lại. Thì thầy nói thật với em là ai ngồi đây cũng tìm được. Em xem thầy đưa ra một cách này. Thầy cho cô ta bằng một đấy. Tìm những thằng còn lại. Cao thủ như thầy, thầy đọc luôn. Cô Tăng bằng một thì tăng bằng một. Cốt bằng căn 2 trên 2. Xin bằng căn 2 trên 2. Ồ, ok chưa? Còn bây giờ thầy chỉ cho các em cách làm. Nếu như ông cho cô tang thì tôi sẽ dùng công thức này đầu tiên. Bởi tôi biết tôi tìm được tang một thằng. Nếu ông cho cô tang thì tôi biết còn một ẩn tôi tìm được ngôi thằng xin xin biết cô tang biết tôi dùng ngay công thức này tôi xử được thằng cốt thậm chí xin biết tôi dùng công thức này tôi xử được ngôi thằng cốt thậm chí tang biết xin biết tôi xử được thằng này bằng công thức cốt dạ xin thưa chỉ bằng một vài câu nói như vậy có bao nhiêu cách ạ có cực nhiều cách Cách làm không quan trọng. Quan trọng là bạn có linh hồn của công thức. Hãy sử dụng công thức còn một ẩn. Công thức không quan trọng. Quan trọng là em có comment thầy nam đẹp dài hay không. Chúng mình có ví dụ số 2. Hãy viết đáp án trong cái mục chat để nhất. À đâu, đừng 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 đừng. Đây là bài đầu tiên nhất sao của thầy. Ở thầy điên à, thầy bảo thầy làm đi làm lại bốn lần thì thầy mới cho bài mà thầy bị điên à? Không, kệ thầy Ví dụ đầu tiên, hãy sưu tập sao từ ví dụ này. Action. Ví dụ hai, thầy dành tặng cả lớp ví dụ hai. Ví dụ 2. Nhận sao của thầy nào? <laughs> Cho. Cho tan. Alpha. Bằng 1. Cho tan. Alpha. Bằng 1. Cho hiểm. <laughs> 90 độ. Alpha. 180 độ. Thầy yêu cầu cực kỳ đơn giản. Tính sin alpha bằng hỏi chậm. hết bài action cả lớp cùng làm và gửi qua facebook cho thầy cả lớp cùng làm và gửi qua facebook cho thầy bạn nào đúng thầy ghi là một sao còn bạn nào sai thì thầy thường ấn like và không nói gì cứ gửi qua Facebook cho thầy nhé bởi vì nó có thời gian hiện đấy đấy kẹo nữa kể cả thầy chưa trách kẹo nữa thầy cho mấy bài là tôi ngồi thì ngồi trách làm thầy thì khi em gửi cho thầy nó có bằng chứng rồi làm sao mà thầy chạy được đúng không thế nên cứ làm đi cứ gửi cho thầy nha cứ gửi cho thầy Thầy không đọc đáp án đâu. Để các bạn gửi đã. Nhá. Bởi vì bài này ấy, thầy thầy nói cách làm thôi, xong là lời lời giải ấy các em vào trong group lớp em lấy. Nha, vào trong group lớp lấy. Ok. Bài 3 sẽ là một bài các em lấy sao của thầy. Ví dụ bài. Ví dụ bài. <laughs> <laughs> cho cô an pha cốt an pha thầy cho một trên căn hai tính 90 độ ui, Thầy ra cái đề kìa <laughs> Ok Rồi Xem bao nhiêu bạn Hôm nay hấp thụ được kiến thức của thầy Em có thể Lấy hai sao Bằng hai bài trên bảng Câu 2 thì thầy cho đáp án Nhưng câu 3 thầy sẽ giảm Thầy khuyến khích những bạn có sự sáng tạo cứ gửi đi cứ gửi đi bởi vì mọi bài thầy đều check đều check hết nha yeah. cứ gửi đi <laughs> thầy 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 chưa xoay đáp án vào trong đâu cứ gửi đi ô sao thằng trần hưng bây giờ chưa kết bạn với thầy này ôi trời ơi thế có chết thầy không gì lại cái bạn thầy nha. Cái bạn thầy đi Hương ơi. Tự nhiên thấy trong tin nhắn chờ thương thế không biết được. <laughs> làm bài ba luôn cho thầy đi. Làm luôn bài ba cho thầy. Ông Phạm Minh gửi đầu tiên. Và tôi cũng không bất ngờ. <laughs> Đúng hay sai đấy. Và vẫn sai. <laughs> Dùng công thức gì đây ờ à, sai thật này hờ à, mình ơi gì nhỉ tang bằng trừ 1 thì em phải suy ra cô tang chứ nhỉ bởi vì một trên sin bình thì bằng một cộng cô tang bình chứ đáp án thì đáp án đúng đấy nhưng mà nhìn cái hướng giải nghe có vẻ quay khoay mình ạ à. <laughs> do tự nhiên một trên sin bình bằng một cộng một hay là đại ca lại mặc định thằng cô tang bằng trừ một đấy khôn thế đáp án thì đúng rồi nhưng mà nhìn cách giải nó cứ quay khoay kiểu gì ấy may thầy cho bài lệ bài chẵn bài này mà thầy cho số có căn thì chú chết với thầy à cô tang chứ cô tang một cộng cô tang bình thì bằng một trên sin bình alo à, à ờ đúng rồi đúng rồi một 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 trên cô tang chứ một trên cô tang bình bằng một trên sin bình À đúng không? Đúng không? Đúng không? Thầy thầy nhìn thầy viết mà. <laughs> thầy sẽ tinh như ấy, thề luôn. Ok, rồi thầy nhìn thấy bài các em gửi rồi. Thầy nhìn thấy bài các em gửi rồi. Ok, cảm ơn các em rất là nhiều. Ok, ở đây thầy xin phép được làm cái bài này như sau. Cứ từ tốn thôi. Bài này nếu mà nói về hướng giải thì có lẽ thầy sẽ dùng công thức đầu tiên đó là tăng nhân với cô tang thì nó bằng 1. Thì ở đây thầy sẽ tìm ra được cô tan. Bài này tan bằng 1 thì em sẽ tìm ra được cô tang Nó cũng sẽ bằng 1. Sau đó thầy dùng công thức đó là 1 cộng cô tang bình thì bằng 1 trên sin bình. 1 cộng cô tang bình thì bằng 1 trên sin bình. Thì cô tan ở đây biết rồi. Em sẽ tìm ra được sin bình. Bài này em sẽ tìm ra được sin bình bằng 1 phần 2 và sin bằng cộng trừ 1 trên căn 2. Nhưng ở góc phần tư thứ hai thì sin mang dấu dương. Thế nên những bạn tàn ra đáp án đó là bằng 1 trên căn 2 thì là một đáp án chính xác. Bài này ví dụ 2 thì thực ra là bằng 1 trên căn 2. Câu đấy thì thầy không chữa ở ví dụ ba nhìn thì có thể nó ngoằng nhưng thầy nói luôn với em nó là bài này không hề khó mà câu này nó chỉ là câu biến tướng của ví dụ 1 và ví dụ 3. Tại sao thầy lại nói như vậy? Bởi vì khi em tìm được cốt thì thực ra bản thân em em sẽ tìm ra được sin. Biết cốt em sẽ tìm ra được sin bằng cách sử dụng công thức mà thôi, viết luôn vào đây. Sin bình cộng với cốt bình thì bằng một vẫn là quy tắc đó là hãy dùng công thức còn một ẩn thì ở đây cốt biết rồi thì đúng là còn một ẩn và ẩn đó chính là sin bình sin bình ở đây là bằng một trừ đi cốt bình thậm chí là thầy còn không cần phải tìm sin nhưng cuối cùng vẫn phải tìm sin để suy ra tang và cô tang mà thôi thì một trừ đi cốt bình thì ở đây là bằng một phần hai trong góc phần tư thứ hai thì sin của thầy mang dấu dương nên đôi khi bằng cách lập luận thì sin của thầy bằng 1 trên căn 2. Dấu âm thì bị loại rồi. Em nên viết ra cái bị loại hoặc chúng ta chơi trò là nhìn vào điều kiện tự loại ở trong đầu. Vậy thì với cốt bằng 1 trên căn 2 thì sin ở đây cũng bằng 1 trên căn 2. Sin biết cốt biết ở đây em sẽ tìm ra được tang và cô tang. Bài này tang bằng sin chia cốt và cô tang bằng cốt trên sin. Thì sau khi tính toán áp dụng công thức thì tang và cô tang đều bằng 1. Bài này cốt biết, xin biết, tang biết, cô tang biết thì mình ra được biểu thức của A. Nó chỉ là một cái vỏ mới thôi. Chứ thực ra bài thì hoàn toàn giống nhau. A à, ở đây thì bằng xin bình cộng hai tang chia cho cô tang cộng cốt bình. Xin bình bằng gì? Xin bình thì bằng 1 phần 2. 2 nhân tang. Tang tang bằng gì? Tang bằng 1. Thế thì ví dụ 3 thực ra là ví dụ 1, ví dụ 2. Nhưng nó cho gọn vào trong một biểu thức nhìn cảm giác là dọa những người không biết thôi. Cô tan alpha, cô tan alpha ở đây thì nó bằng 1. Và cốt bình, cốt bình thì nó bằng 1 phần 2. Bởi vì cốt nó bằng 1 trên căn 2. Đến đây thì chúng ta cộng hết các dữ kiện vào. Thì ở trên tử thì nó là 5 phần 2. Ở di mẫu thì là 3 phần 2 và đáp án cuối cùng là 5 phần 3. Thì bài đấy người ta gọi nó là bài tính giá trị của lượng giác. Bài đó người ta gọi là bài tính giá trị của lượng giác. Tuy nhiên thì ở trong bài tính giá trị của lượng giác ấy thì nó lại có một ý khó. Bình thường thì người ta cho alpha để loại nghiệm. Nhưng có những bài à cay cực kỳ luôn là bài toán nó không cho dữ kiện để loại nghiệm. Bài không cho dữ kiện loại nghiệm mới gọi là bài khó đó nếu những ai đó tính theo kiểu thủ công như ở trên bảng sai hết vậy những cái bài ở level khó là những bài người ta không cho dự kiện để loại nghiệm ở đây thầy sẽ cho em xem đề thi trước sau đó cùng xem cách thầy ra đề thì thầy để dành mấy câu này chứ thầy 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 không 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 xen vào thì ở đây chúng ta cùng xem khi người ta ra đề <laughs> đấy bài mà cho đề mà cho dữ kiện loại nghiệm ý. ví dụ alpha nằm trong khoảng rào thì với những cái bài cho dữ kiện loại nghiệm đều là những bài dễ bài cho dữ kiện loại nghiệm là bài dễ đây ở đây không cho dữ kiện loại nghiệm thì có thể em đã ra hai nghiệm nhưng không phải đâu nó sẽ ra một nghiệm tăng mang dấu âm tăng, uh, tăng mang dấu âm thì em có thể suy luận ra được cốt ok ở đây chúng ta có rất là nhiều bài mà ở đó không có dữ kiện loại nghiệm bài này không có dữ kiện loại nghiệm thì hóa ra ở một cái level khác đó là những cái bài mà không cho dữ kiện loại nghiệm ấy. thì khi làm bài mới cảm giác là củ khoai củ chuối làm rất là bực mình bởi vì nó không cho dữ kiện gì để loại nghiệm cả thì mình chả biết bài đấy nó sẽ làm như thế nào thì sau đây thầy xin phép được giảng những bài mà đầu bài không cho dữ kiện loại nghiệm thì mình làm nó như thế nào thì ở đây các em chết cho thầy một cái nhận xét để mình đi vào một cái level cao hơn. Thì thầy xin phép được đưa ra một cái bí quyết của cá nhân thầy. Đấy. Em chết cho thầy một nhận xét này. Nhận xét. Nhận xét. Nếu đầu bài không cho góc phần tư của alpha. Nếu đầu bài không cho góc phần tư của alpha để loại nghiệm để loại nghiệm thì bài toán đó ta biến đổi ngược thì bài toán đó ta biến đổi ngược thì bài toán đó ta biến đổi ngược ở cái level đầu tiên thì thầy làm một câu chứ bài biến đổi ngược này thì thầy xin phép được làm cho cả lớp ba câu thực ra thầy rất thích là thầy giấu lại một câu để khi chúng ta làm chúng ta có sự tìm tòi mày mò. Đấy, thực sự là là, là 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 rất 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 là không muốn dạy hết. Chỉ muốn là giữ lại một chiêu để tẹo nữa khi làm bài các các trò ngồi mày mò làm thì nó hay hơn chứ thầy cứ làm mẫu một lần. Thực sự mà nói thì bài như tầm lớp A như các em mà có người dạy phương pháp xong rồi lại làm mẫu một lần các em làm được hết thầy nói thật thầy mới cứ làm mẫu một lần thì các em làm được hết nhất là trong quá trình thầy làm mẫu là thầy nói rất là chi tiết và thầy hay nói cái cách thầy nghĩ thì các em làm được hết nhưng thầy lại đang rất là khoái cái kiểu đó là nhử mồi thôi tách dậy hết ờ xong là tẹo nữa cho bài xong là cho mấy đứa ngồi bò ra làm thì nó hay hơn thầy cảm giác thế đấy Ở bạn thầy tự nhiên gọi ấy đang dạy Bạn thầy à, sáng nay à, vừa mua được một tòa nhà mới 12 tỷ à, Đang gọi Con gái Ảo thật Cô này cô ấy dạy cấp 1 thôi Ở Hà Đông Đã, Sáng nay vừa mua được một tòa nhà mới 9 tầng mua, Mùa dịch rẻ mua ngay mặt tường rẻ dạ. đang ới anh nam ơi đi uống bia không xong là mình thì bảo không anh mày rủ anh đi uống bò húc thì còn uống chứ bia bọt anh không biết uống đây cô đang gọi anh nam ơi ok ví dụ số 4 câu này là bài toán ngược em nhìn này cho rất khéo Chẳng lẽ thầy lấy đề để học ra cho mấy đứa làm Câu này đề năm kia Câu này là đề hiện học thi rồi Đấy Video này thầy lưu lại lúc thầy up đấy Mọi người nghe, mọi người biết ngay Cái này là thi rồi à, uh, Xin alpha Xin alpha ở đây thầy cho bằng 1 phần 5 Đầu bài yêu cầu nó là tính Tính ở đây nó là tính một biểu thức A bằng Biểu thức A bằng Hôm nay là ngày 24 tháng 11 à a ở đây sẽ bằng 24 xin bình cộng với cả cốt bình cộng với cả 11 ok à, cho sin alpha bằng 1/5 tính a bằng 24 sin bình cộng cốt bình cộng với 11 Ý, vụ này căng nè cái lớp vào đây cho thầy cho xem cái này cấm chụp màn hình đây cho xem thôi xem thôi nha chắc thiếu tiền cái gì đây cho em vay năm trăm triệu trong hai ba tháng thôi xem thế thôi <laughs> tự nhiên video không được up rồi có thông tin cá nhân <laughs> ok cho a bằng 24 sin bình cộng với cốt bình bằng 11 đấy làm sao bây giờ ông tính được bây giờ thì bình thường thì với câu này thì vẫn tính toán được câu này vẫn tính toán được bởi vì từ sin thì mình hoàn toàn tính được cốt câu này là câu cho hiền bởi vì ở đây nó là mũ 2 Ngũ hai thì nó lại không bị ảnh hưởng bởi dấu. Thế nên cái câu này nó giống như kiểu là sự chuyển giao. Cho góc hay là không cho góc thì đều làm được. Bài này tính thủ công nhất thì dùng một công thức đó là sin bình cộng cốt bình bằng 1. Thì ở đây tính thủ công nhất là sin bình cộng cốt bình bằng 1. Thì từ đây em tính được cốt bình. Thì lắp cốt bình vào đây thì suy ra được đáp án. Thì ok, không nói câu gì cả thì ở đây chúng ta có một câu nó là không cho dự kiện về alpha thì vẫn có thể làm được bởi vì mũ bình phương thì không phụ thuộc vào dấu nhưng mà cách biến đổi ngược sẽ là một cách làm rất là đặc sắc nó làm nền tảng cho những câu khó ở phía dưới ở đây a thầy sẽ chơi cái trò đó là trò biến đổi tất cả đều học công thức này dưới dạng thuận thì nó như thế này nhưng thầy học công thức này dưới dạng ngược đó là thầy hoàn toàn có thể biết cốt bình bằng gì chuyển vế. Chuyển vế thì cốt bình nó sẽ bằng một trừ đi sin bình. Chuyển vế thì ở đây chúng ta sẽ tìm ra được cốt bình sẽ bằng một trừ sin bình. Cốt bình bằng một trừ sin bình. Thì với cốt bình bằng một trừ sin bình thì tự nhiên mình đưa hết bài về xin Thì ở đây nó sẽ là 24 sin bình. Cộng cốt đúng không? Cốt thì thầy đưa về xin một trừ xin bình Thì nó sẽ là cách làm ngược Đó là đầu bài cho cái gì Đầu bài cho cái gì Thì mình biến đổi sao cho giống đầu bài Đầu bài cho xin đúng không Tôi sẽ đưa hết về xin Đầu bài cho xin đúng không Tôi sẽ đưa hết về xin Thì đấy là cái cách mà người ta làm Đó là biến đổi ngược Đưa về Những thứ bài cho Phán hoặc thì 24 xin bình Trừ đi xin bình thì đây là cách làm rất là bồ rồ thay vì làm thủ công. 24 trừ đi 1 thì bằng 23 sin bình. 1 với cả 10 Ôi chết. Ôi. Ôi. Thầy bị điên. Ô. Đây 11 tự nhiên xuống dưới đây thành 10. Tôi chịu thầy rồi đấy. Thì 11 cộng với cả 1 thì nó bằng 12. Thế a ở đây bằng 23 sin bình. Xin bình thì thằng này bình lên thì nó bằng 1 phần 25 cộng với cả 12. Từ đây em ra được đáp số. Thì đây em bấm máy tính cho thầy. Thì đó là cái cách mà người ta làm bài toán ngược. Thầy ơi, em chưa nhìn thấy cái 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 cái, cái, cái tác dụng. Em chưa nhìn thấy cái tác dụng ở đây. Em chưa nhìn thấy tác dụng thầy ạ. À? <laughs> thầy thế nào chứ thầy giúp em chứ thế này thường quá. Dạ vâng ạ. Chúng ta đi vào ví dụ số 5. Ví dụ 5. Ví dụ 5 ở đây thầy cho tan alpha bằng. Ví dụ 5 ở đây thầy cho tan alpha bằng. Bảo Linh ơi, em thích số mấy? Đừng nói là đã không xem nha. em thích số 5 ạ. Số 5 à, ok. Thầy cho tan alpha bằng 5. Thầy ơi, lượng giác chỉ đi từ trừ 1 đến 1 thôi mà thầy. Đấy là xin cốt. Đấy là xin cốt. Còn tang và cô tang thì nó bằng vô cùng. Em hãy tưởng tượng là xin của thầy nó bằng 0,1. Cốt thầy cho bằng 0,00001. Em lấy xin chia cốt đi. Nó bằng mấy nghìn nó vẫn đảm bảo là sin cốt nó lớn hơn 1 và nhỏ hơn 1. Thế nên tang và cô tang ở đây là nó bằng vô cùng. Nhưng riêng sin cốt thì bằng 1 và 1. Còn tang và cô tang là bằng vô cùng. Thầy cho tang bằng 5. Sau đó đồ bài yêu cầu là tính. A bằng. Ở đây thầy cho là sin x cộng Cô x chia sin x. Um, À, trừ đi, trừ 5 cốt x, trừ 5 cốt, à cốt alpha, ô đầu bài cho alpha tự nhiên mình lại bị nhiễm bệnh của lớp 12, lớp 12 tìm gọi là x. Tăng alpha bằng 5, tính A bằng sin alpha cộng cốt alpha, chia sin alpha trừ 5 cốt alpha, hết. Bài này nếu như em làm theo cách thủ công đó là 1 cộng tang bình. 1 cộng tang bình thì bằng 1 trên cốt bình. 1 cộng tang bình thì bằng 1 trên cốt bình. Nếu em làm thủ công như thế này thì làm nó sẽ đi vào ngõ cụt và không bao giờ ra đáp án. Bởi vì tang biết em tìm ra cốt bình. Cụ thể ở đây thầy nhầm luôn. Tang thay vào đây tang bình là 25. 25 cộng 1, 26 cốt bình bằng 1 phần 26. Nếu lấy cộng trừ thì cốt alpha bằng cộng trừ 1 trên căn 26. Vậy cốt bằng cộng trừ. Cốt bình cộng sin bình bằng 1. Thấy đọc luôn đáp án. Sin sẽ bằng cộng trừ 5 chia căn 21. Cốt bằng cộng trừ, sin bằng cộng trừ. Đã có bao nhiêu trường hợp ạ? Có 4 trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là xin lấy dương, cốt lấy dương. Trường hợp thứ hai xin lấy âm, cốt lấy âm. Trường hợp thứ ba xin âm, cốt dương. Và trường hợp thứ bốn đó là xin âm, cốt dương. Và ngược lại. Vậy thì khi đầu bài không cho góc phần tư để loại nghiệm thì gặp bài này tiếc. Em lấy cộng, sai. Em lấy trừ, sai. Nó có đến bốn trường hợp và đáp án thì lại luôn luôn chỉ có một lấy thằng nào thế nên người ta rất là sợ những cái bài đó là không cho sự kiện loại nghiệm ở đó bạn phải dùng phép biến đổi ngược đầu bài cho cái gì thì biến đổi về cái đó đầu bài cho cái gì <laughs> thì mình biến đổi về cái đó. Thầy hơi đầu bài cho tang. Thầy biến đổi cái bộ này về tang hộ em cái. Dạ vâng, tớ làm luôn. Tang bằng gì? Tang bằng xin chia cốt. Và các em cùng xem đây là cái giá của kinh nghiệm này. Em nhìn thầy này, chia cả tử và mẫu cho cốt alpha ta có a bằng chia cả tử và mẫu cho cốt alpha ta có a bằng thực ra khi cốt và cốt rút gọn thì nó lại bằng đầu bài thôi nhưng khi em chia em ra đúng cái bài trò sin alpha cốt alpha sin alpha trừ 5 cốt alpha chia cả tử và mẫu cho cốt alpha và khi chia em nhìn này sin chia cốt <laughs> sin chia cốt Thầy chỉ là người dạy em trước thôi. Sau này ai cũng dạy em cái này cả. Chỉ có điều đó là người ta có thổi được hồn để em hiểu hay không thôi xin chia cốt bằng ta. Và nếu như tự nhiên tháng 12 được đi học trực tiếp, tự nhiên cô em dạy đến bài tích vô hướng như thế này, và cô cho bài kiểu như này, không cho góc alpha. Cánh tay, bao nhiêu đứa làm tự nhiên có cánh tay duy nhất của em dơ lên. Em làm cách biến đổi ngược. Đưa về cái bài trò. Bao nhiêu bạn biết là chia cả hai vế, à chia cả tử và mẫu. Xin chia cốt bằng tang Cốt chiêu chưa cốt Cốt chiêu cốt Bằng 1 Em ghi bằng 0 Chắc thầy chiếu Xin chiêu cốt Bằng 3 Cốt chiêu cốt Bằng 1 1 x 5 Thì vẫn cứ bằng 5 Thầy ơi Á đù Ôi, Xấu hổ quá à, sao tự nhiên ở đây có số 5 nhỉ à, Tự nhiên Nhưng mà mình Mình mình, mình là người ra đề 5 5 0 thầy 595 bằng 0. Thầy là người ra đề. Trời ơi, chỗ này cho dấu cộng. Ồ, chỗ này cho dấu cộng. Quá phờn. Thôi cho dấu cộng. Tha cho thầy đoạn này. Đoạn này thầy thử đấy. Thầy thử đấy thì thầy, thầy biết thừa. Chỗ này cho dấu cộng. Xin chia cốt bằng tăng. Cốt chia cốt thì bằng 1. Thừa số 5 thì nó vẫn là 5. Tăng bằng mấy đây? Tăng bằng 5. 5 cộng 1 là 6. 5 cộng 5 bằng gì? Bằng 10, em tự rút gọn. Adu, à thôi thầy, thầy 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 đền ví dụ 6 được chưa? Thầy đền ví dụ 6. Ok. Ví dụ <laughs> Ví dụ số 6. Ok. 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 Chuyển. Chúng mình đi vào ví dụ số 6. thầy làm ví dụ 6 hay hơn. thầy làm ví dụ 6 hay hơn. Action. Ví dụ số 6. Chết rồi. Hôm nay không luyện được à. nữa thầy sẽ chụp bài cho các em luyện. Thầy thì vẫn muốn tặng phúc lòng hôm nay. Ví dụ số 6. Ví dụ 6. Cho. Cho, cho, cho. Đoạn này thầy ngắt video.